conference of ICIIT is one of the best conferences I have ever attended, and indeed it's a big honor for me that I'm acting as conference chairman. And we have speeches and keynote talks from various best resource persons from Korea, Japan, Malaysia, and even from China. So I'm thankful for all the participants that ICIIT 2020 is giving them a strong platform that they can share their research and even their novel ideas, and they can give us a strong platform that what we can work for today, and we can transform the mankind for the future. Là một sinh viên FPT thì em rất vui mừng khi và dự án của em được duyệt và em đã có cơ hội để tham dự hội thảo này. Tại đây thì em cũng đã gặp được rất nhiều người, từ các giáo sư, từ các trường trên toàn quốc cũng như là trên thế giới, và em cũng đã có được rất nhiều ý tưởng cho công việc học tập của mình sau này và cũng như là những dự án sắp tới. Bất cứ một cộng đồng nghiên cứu khoa học nào cũng đều cần có cái sự kiện để mà cho tất cả những nhà khoa học có cái cơ hội để mà trình bày những kết quả của họ đạt được trong sự nghiên cứu. Những cái hội nghị về khoa học càng ngày càng nhiều, thì đây cũng là một cái điểm tốt để cho cộng đồng khoa học của người Việt Nam có thể tiến triển.